hôm nay mình sẽ dùng chiếc cổ dài Kibidi toilet để tiêu diệt quái vật camera các bạn ạ. Rồi các bạn ơi, bây giờ có cái cây nó chỉ thế này. Ok, mình sẽ chỉ xem. Wow, như này. Wow, wow các bạn ơi. Cái đầu của Kibidi toilet nó có thể dài ra nè. Rồi dài xuống đây. Ui, các bạn ơi, con thấy không? Mình đã tiêu diệt được camera bằng chiếc cổ dài. Wow, wow, wow. Tiếp xem nào, tiếp xem nào. Được rồi, bây giờ thì mình sẽ ấn theo cái chấm kia xem sao nhé các bạn nha. Toàn. Ui, mình có thể cắt được cái dây kia và quả bom nó rơi bùng một phát. Thế là quái vật cameraman đã bị tiêu diệt các bạn ạ. Tiếp tục, ôi, lần này có 3 quái vật cameraman luôn mà chỉ có một con quái vật SPD toilet thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ ra xem nào. Ui, dài. Rồi, các bạn ơi, thấy không? Chỉ cần chạm đầu của quái vật SPD toilet vào quái vật cameraman là cameraman bị tiêu diệt các bạn ạ. Rồi, tiếp tục nào. Ui, các bạn ơi, lần này này, một con quái vật camera quá ghê luôn. Ôi, ui, đầu của mình nè, còn là một cái đại pháo luôn các bạn. Uầy, ghê chưa. Tiếp tục, cái gì đây? Ô, các bạn ơi, mình được trang bị luôn. Ui, đi, xem ta đây. Ok, tiếp tục. Nào, ôi, lại trở về bình thường rồi các bạn ạ. Rồi, nào, xem nào. Đi sang bên này. Tùm, ghê không. Ôi, lần này khó đây các bạn ơi. Xem nào. Đứt cái dây này không? Có. Ôi, mình đã đứt cái dây này một phát tiêu diệt được 3 con quái vật cameraman luôn. Rồi, bây giờ mình phải trang bị các bạn ạ. Đấy, trang bị. Ôi, thôi. Ôi, không trang bị được nữa. Trang bị nữa là phải xem quảng cáo các bạn ạ. Rồi, mình sẽ đi. Ui, lần này còn có cả cái nút gạt xuống để mà mở cái cửa các bạn ạ. Cái gì đây? Cái gì à các bạn? Nhưng mà phải xem quảng cáo nên là không tới đâu. Ok, đấy, kìa. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi gạt cái kia xuống rồi chúng ta mới tiêu diệt được các bạn ạ. Đấy, ok. Rồi, tiếp tục. Rồi, vòng ở đây. Bây giờ thì mình sẽ vòng tròn. Nước sau đây. Rồi, đi vòng số 8 các bạn ạ. Ôi, nhìn này, lần này mình được chọn 3 cái bồn cầu màu vàng luôn. Ok, mình sẽ chọn này. Ui, được chi, được tiền. Bên này, ui, tiếp tục. Wow, được tiền, rất là nhiều tiền luôn. Rồi, mình chỉ mở được 3 cái thôi các bạn. Tiếp tục nào. Rồi, lần này, đây, có cái loot đây. Đấy, loot đây. Ui, lại thu thập được cái quả đại pháo này. Bắn, tùm. Lại tiêu diệt được quái vật cameraman ngay. Lần này các bạn ơi, bên cạnh kia có một quả bom luôn. Rồi, mình sẽ không. Ấy, lỗ. Mình chỉ cần chạm vào một con quái vật cameraman ở trên, thế là con quái vật cameraman kia bị tiêu diệt, rơi xuống trúng quả bom, lỗ tan tành con quái vật ở dưới nữa. Là mình tiêu diệt được 2 con quái vật cameraman luôn. Lần này thì có 3 con quái vật cameraman xếp hình luôn. Nào, xếp hình. Ui, các bạn ơi, mình đập ở đây. Đấy, đập vào bờ tường là nó bị thụt lại luôn. Rồi, vì thế mình sẽ phải lé tránh ra. Đấy, không thể đập vào bờ tường được. Rồi, ôi, chỉ cần tiêu diệt được một con quái vật cameraman là tự khắc 2 con quái vật ở dưới tiêu diệt. Lần này quái vật cameraman còn có cả khiên bảo vệ luôn. Thế thì mình sẽ không đi đường đấy và mình sẽ đi úp sọt đường sau. Thì đường trước đập vào cái khiên đấy thì có mở tiếng đầu à các bạn, đúng không? Ok luôn. Ôi, không. Em run nè, run. Nhưng mà vẫn bị tiêu diệt thôi. Ok, tiếp tục. Ôi, lần này các bạn ơi, có 2 cái khiên này, chúng ta sẽ thử đi đây. Ui, thấy chưa, đập vào cái khiên là bị đứng đầu ngay. Mình nhìn thấy ở trên kìa, các bạn có thấy không? 2 cái cung tắt kìa. Đấy, lỗ. Yeah, ok.
thông minh. Bây giờ các bạn biết làm sao để tiêu diệt được con quái vật kia không? Đây nè, mình sẽ cho các bạn xem nè. Đấy, mình sẽ ấn cái công tắc này xuống và quả bom nó tự nổ, thế là con quái vật kia tự bị tiêu diệt thôi. Quá đơn giản đúng không? Bây giờ xem nào. Ôi, nào. Ui, chúng ta đừng có đi vào đây các bạn ạ. Đấy, cái bẫy kìa. Đấy, bẫy. Ui, run sợ. Tiêu diệt hết rồi. Rồi, màn này thì các bạn tiêu diệt con quái vật cameraman kiểu gì? Đấy, nhìn mình đây. Ok luôn, mình sẽ đi vào đây này. Đấy, tụt xuống. Rồi, mình vòng lên. Rồi, chúng ta sẽ phục kích ở đằng sau. Còn cái màn này thì sao nhỉ? Các bạn có nhìn ra làm sao để tiêu diệt quái vật cameraman ở phía trên cầm cái khiên chưa? Rồi, nhìn mình nha. Ok luôn. Đấy, mình sẽ vòng. Đi vào đây. Rồi, tiêu diệt đây. Thấy chưa? Chỉ cần tiêu diệt một người thôi là quái vật camera kia lẻ vào phát lỗ bùm. Hết những quả bom kia, thế là con quái vật camera cầm khiên kia ở trên cũng bị vạ lấy, bị tiêu diệt. Ôi, lại tiếp tục được chọn 3 cái bồn cầu màu vàng. Ok. Ôi, được một quả rocket luôn. ngon. Rồi, bây giờ thì mình, ui, có tia laser luôn. Bây giờ thì mình sẽ phải vẽ vòng lên trên. Nào, mình phải đội mũ quả rocket vào tiêu diệt cho nó an toàn. Đấy, ok. Tiếp theo. Ui, càng ngày càng khó các bạn ạ. Bây giờ có một cái tia laser tia ra. Mình thử đi vào tia laser xem bị việc gì không. Ui. Bị thua các bạn ạ. Ok, lại hạ. Thế thì mình sẽ né ra. Đây này, đi vào đây. Quái vật cameraman bị tia laser nó chiếu cho phát xèo phát, còn mới bộ quần áo không thôi. Bây giờ chúng ta phải tiêu diệt 2 con quái vật cameraman khác nhau. Các bạn đã nhìn ra làm sao để tiêu diệt được nó chưa? Rồi, bây giờ các bạn nghĩ này, tiêu diệt thế này thôi đúng không? Rồi, còn con quái vật trên kia. Ok, trên kia thì chúng ta sẽ phải dùng rocket chúng ta tiêu diệt mới được. Ôi, ok luôn. Ôi, bây giờ thì này, cái này đơn giản hơn các bạn ạ. Đấy, chúng ta chỉ việc vòng vào đây. Ui, con quái vật cameraman kia run sợ. Ơi, run sợ này. Run sợ mà chuẩn bị tiêu diệt à. Tiếp tục. Rồi. Ôi, quả bom kìa. Quả bom này. Xem đây. Xem quả bom này đây. Đổ bành hết luôn. Nào, tiếp tục xem màn gì. Ui, màn này là màn gì đấy. Wow. Các bạn ơi, mình chạm đầu vào cái công tắc, cái tia laser ở trên nó chiu. Con quái vật cameraman kia. Ok, tiếp tục. Đây rồi, xem này. Ok. Tiếp tục. Wow, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chạm vào cái nút này xem. À, chạm vào cái nút kia là tắt cái tia laser. Sau đó mình xuống, mình lấy rocket, mình bắn cái con quái vật kia thì mình tiêu diệt được các bạn ạ. Ok. Bây giờ kìa, có cả quái vật quay phim kìa. Ôi, nghe không? Ok, thế thì, đây rồi. Bành hết luôn. Ui, sao bây giờ, bạn này nó ngoằn nghèo thế các bạn nhỉ? Ok, đầu tiên chúng ta sẽ phải, đấy, wow. Ui, nhìn này, tia laser, xìu luôn. Vừa rồi, mình sử dụng cái cổ thật là dài vô tận của quái vật SKPD Toilet để tiêu diệt quái vật cameraman các bạn ạ. Và vượt qua tất cả các màn của trò chơi luôn. Và video của mình đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye.